Như vậy con vợ tôi nó bị thần kinh, lâu lâu cái lên cơn vậy đó. Không có gì đâu, bệnh này rất là nguy hiểm. Sao không đi nhà thương? Rồi vợ anh đâu, có cần giúp gì không? Không sao đâu anh, chút xíu là hết à ha. Vậy hả? Cảm ơn anh. Cứu tôi với, tôi bị bắt cóc. Vậy cứu tôi với. Tao không định giết mày, nhưng chính mày đã tự giết mày. Mẹ anh ơi, mẹ anh ơi, có ăn mạng, có ăn mạng. Ở trong rừng có hai anh kiểm lâm bị giết, lắp đất sơ sài rồi nhét trong bụi rậm. Thôi chết rồi, Hoàng Minh và con Mai còn Thái đi đâu thì chưa về. Chú đưa chúng tôi đến đó. Được chứ, Lâm, đi với tôi. Dạ 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 dạ. Anh ơi, cái xác này nè anh ơi. Đâu? Thôi, Minh ơi. Theo anh, khả năng ai sẽ là hung thủ? Chắc chắn là bọn lâm tặc. Gần đây chúng rất táo tợn, dùng dao, búa, mã tấu chống lại chúng tôi mỗi khi bị chúng tôi bắt. Hai anh hãy đưa chúng tôi đến hiện trường. Bây giờ chúng ta tới đó thì trời cũng sập tối rồi. Phát lệnh phong tỏa tất cả đường thủy và đường bộ trên địa bàn. Chính tại căn nhà này đã xảy ra cái chết kỳ lạ của hai nhân viên kiểm lâm. Anh Trần Minh, coi nè. Bích Dân, chiến lược này là của Bích Dân. Mà anh đã gửi cho cô ấy và tất cả những vật dụng khác như hắn đã yêu cầu. Chắc chắn Bích Dân đã bị giam giữ ở đây. Em thấy ngôi nhà này vừa có người ở, không bỏ quan đâu. Như vậy là tên sát thủ đã ở đây rồi. Vậy theo nhận định của anh, logic sự việc đó diễn ra như thế nào? Thế này nha, tên sát thủ chắc chắn là ông thầy đạo đã từng tá túc tại cái âm mà em và anh Mân đã đi điều tra. Sau khi bị động, hắn đã chuyển về đây và giam giữ Bích Dân tại đây. Chiến lược mà em vừa phát hiện đã chứng minh khả năng đó. Nhưng mà còn
chiếc xuồng và cái chết của anh em Kiểm Lâm thì sao? Tôi đặt ra giả thiết như thế này nha. Hai anh Kiểm Lâm đi tuần tra, sau đó phát hiện cái chòi lá và ghé vào đây. Khi họ vào đây, chắc chắn đã phát hiện được điều gì đó, nên tên sát thủ đã tiêu diệt họ để bịt đầu mối. Sau đó hắn đem xác hai anh Kiểm Lâm để phi tang, rồi trở về đây đem bích dân bỏ trốn suốt đêm nhằm tránh sự phát hiện. Và em thắc mắc một điều, tại sao khi tên sát thủ vắng mặt mà bích dân không tìm cách bỏ trốn? Tôi nghĩ có thể cô ấy không dám bỏ trốn vì hai lý do. Thứ nhất là do lạ nước lạ cái, thứ hai là do bọn đàn em của tên sát thủ canh giữ. Chúng ta về thôi, tiếp tục bám theo dấu vết của hắn. Bây giờ thì chân tướng của tên sát thủ đã rõ ràng rồi. Đi về. Đi anh. Ông đi đâu vậy? Ông có việc gì? Tôi có việc khẩn cấp. Dạ. Tôi cần gặp bác sĩ trưởng khoa. Dạ bác sĩ đây. Là à? Tôi đây. Chào bác sĩ. Ông có chuyện gì? Mời ông ngồi. Thưa bác sĩ, tôi là Trần Khởi, cha của bệnh nhân Vĩnh Kỳ. Tôi có nguyện vọng. Tôi nghe đây. Các bác sĩ kết luận con tôi bị hỏng giác mạc bẩm sinh, cần phải có giác mạc khác để thay thế. Nếu không thì nó không nhìn thấy được, đúng không bác sĩ? Đúng vậy. Nhưng rất tiếc, hiện nay chúng tôi chưa có giác mạc thích hợp để ghép cho bệnh nhân, nên phải chờ một thời gian nữa. Thưa bác sĩ, tôi xin lấy giác mạc của tôi để thay cho con tôi. Mong bác sĩ thông cảm, đây là trường hợp khẩn cấp. Con tôi phải sáng mắt, phải làm việc bình thường. Gia đình tôi rất cần đó bác sĩ à. Tôi biết là ông rất thương con, muốn hy sinh cho cậu ấy, nhưng không phải cứ muốn là được. Cần phải trải qua một số xét nghiệm về chuyên môn. Bên cạnh đó, về mặt pháp lý cũng cần phải có sự chấp thuận của gia đình. Vợ tôi phải chấp nhận thưa bác sĩ à, bởi vì tôi là chủ gia đình mà. Thưa bác sĩ, ông ấy đúng là chủ gia đình, đúng là chồng tôi. Nhưng không phải lúc nào cũng phu sướng thì phụ tùy. Thời bây giờ khác rồi. Tôi là vợ ổng, tôi không đồng ý cho ổng hiến giác mạc đâu. Tại vì khi ổng bị mù rồi, lấy ai chở tôi đi đây đi đó được chứ. Bà bình tĩnh, mời bà ngồi. Bà nè, tôi hiến giác mạc để cứu lấy con mình là chuyện bình thường mà. Bà lúc nào cũng nói là thương con, yêu con, hy sinh cho con. Vậy mà bây giờ bà lại ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ cho mình thôi. Tôi lo cho tôi là phải rồi. Tại vì người hiến giác mạc là tôi, chứ không phải là ông. Không, không thể được. Bà sẽ mù vĩnh viễn, bà có biết không? Tôi bị mù cũng không sao, ông còn sáng mắt, ông có thể lái xe chở tôi đi đây đi đó được mà. Nếu mà ông mù rồi sẽ rắc rối lắm, ông biết không? Hai cha con ông phải sáng mắt để còn cứu lấy công ty, cứu lấy nhà mình. Không, không được. Tôi bị mù cũng không sao đâu. Không mà. Được, tôi không đồng ý bác sĩ à. Tôi không đồng ý đâu. Thôi mà mình đừng có tranh chấp với tôi nữa. Mình cho tôi cái quyền được hy sinh cho con đi. Tôi sống khoảng đời còn lại bằng cặp mắt của mình, của con, như vậy là tốt lắm rồi. Hai ông bà làm cho chúng tôi xúc động quá. Được rồi, tôi ghi nhận nguyện vọng của hai ông bà, nhưng cần phải đợi một thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng các mặt mới có thể tiến hành cấy ghép cho bệnh nhân được. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Thôi mình về đi, ở đây làm gì nữa. Ông ra lấy xe đi, chở tôi về nữa. Cảm ơn bác sĩ nha. Đi, đi về. Đi về mình à. Chào bác sĩ. Chào ông. Sao cái gì bà cũng dành hết vậy? Còn việc lái xe bà không dành giùm tôi đi. Ở ngoài đường tụi nó chạy xe loạn xạ cả lên. Tôi mà chạy xe có nước tôi ủi vô người ta. Thôi về mình. Cảm ơn bác sĩ. Chào bà. Mọi người phải tập trung hơn nữa vào vụ án, bằng những biện pháp nghiệp vụ thông minh và sáng tạo.
phải đón đầu đối tượng, chứ không phải chạy theo sau hắn như vậy được. Vậy hãy cho tôi biết các anh làm tới đâu rồi hả? Hắn đã giết hai người phụ nữ, và hiện tại bây giờ vợ tôi đang nằm trong tay của hắn. Chúng ta không thể ngồi yên như vậy được. Các anh có thấy anh Minh bữa nay khác mọi khi không? Tại sao anh lại cáo gắt với mọi người chứ, trong khi ai cũng yêu thương và lo lắng cho anh hết? Alo, tôi Trần Minh đây. Bạn cũ đây. Vợ anh vẫn khỏe. Có một lần bị bò cạp chích lên cơn sốt. Có sao không? Không sao. Bây giờ tôi mới thấy anh yêu cô ta đến như vậy. Chỉ có điều không xứng đáng, cô ta chỉ là đồ rác rưởi. Tôi không cần biết. Anh nên thả cô ấy ra ngay để được hưởng sự khoan hồng. Nếu bắt để thả thì bắt để làm gì? Tôi bắt là để trừng phạt nhân danh sự công chính. Tôi xin anh đó. Anh đừng cướp máy. Anh Lục Bình. Anh Lục Bình. Anh Minh à, anh đừng nên bức xúc quá. Hắn không dám làm gì đâu, chỉ là đe dọa thôi mà. Tôi nghĩ chúng ta không nên ngồi yên như vậy. Chúng ta phải hành động thôi. Đúng rồi, nếu hắn có thể gọi được cho anh, tức là hắn đang ở đâu đó. Tại sao chúng ta không truy lùng hắn? Đúng rồi, các anh nhớ lại coi, chúng ta đã từng gặp hắn. Tôi sẽ quay lại đó ngay bây giờ, biết đâu mình sẽ tìm ra được đồng mối nào khác. Được, tất cả triển khai ngay. Rõ. Rõ. Anh ơi, em nè, có chuyện gì không anh? Anh đã có công chuyện đột xuất phải đi gấp. Em đón bé Trọng đưa về nhà giùm anh nha. Em đón bé Trọng giùm anh thì được rồi, nhưng chị Bích Vân, em chỉ ngại người ta hiểu lầm. Em chỉ lo cho anh. Bích Vân không có ở nhà, Bích Vân đi công tác ở Malaysia rồi. Anh phải đi ngay bây giờ. Em nói đi cho anh yên tâm. Em đón bé Trọng được không? Để anh biết còn nhờ người khác. Được mà, được mà. Mới hỏi một chút là đã lớn tiếng với em rồi. Anh á, chỉ dịu dàng với chị Bích Vân thôi. Thôi, anh đi nghe. Dạ. Không hiểu sao người ta đã có nơi có chỗ rồi mà mình cứ... Vậy là yêu sao chứ? Chào Xuân Khánh. Xuân Khánh đang mơ mộng gì vậy? Một chàng hoàng tử đang đi trên chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm. Thật là lãng mạn. Nhưng mà chi tiết là nơi đây không thích hợp cho sự bay bổng, bởi vì nó sẽ đụng trần nhà. Chúng ta sẽ gặp nhau ở một không gian khác, xanh, sạch và môi trường hơn. Xuân Khánh thấy thế nào? Đồng ý chứ? Cảm ơn anh. Nhưng mà tiếc là lát nữa Khánh phải đưa mẹ đi chăm cứu ở bệnh viện y học dân tộc rồi. Không sao. Bây giờ anh tính vậy nghe. Anh sẽ lấy ô tô chở Khánh với bác gái tới bệnh viện. Rồi mình để bác gái ở đó tự xoay sở, rồi hai đứa mình đến một nơi nào đó rất lãng mạn, rất hẹn hò. Không được đâu. Mẹ em mà không có em bên cạnh thì đố ai mà chăm cứu được bà. Khó vậy sao? Hả? Anh chị có chuyện gì vui phải không? Nè, phải báo cáo cho tôi trước vài tuần đó nha. Để làm gì? Thì để chuẩn bị đi ăn tiệc cưới chứ còn gì nữa. Vậy thì không có đâu. Thôi, chào hai anh. Vậy là sao? Không phải hai người đã... Đã con khỉ. Ông bợp chợp quá, hư bột hư đường ráo trội.
người ta cua gần được rồi. Ông đâu ông nhảy vô ông thọt gãy bánh xe. Cuối cùng không được gì hết. Thật bực mình. Con, à, kìa nó đang chơi kìa chị. Nhanh nhanh đi con. Ra, ra mẹ đón nè. Nhanh nhanh nhanh. Bà đợi nãy giờ nè. Trời ơi, ngoan quá, dễ thương quá. Vậy chờ chị nha. Nè nè nè. Thôi, xuống đi nè. Đừng có chơi nữa, mẹ tới đón con kìa. Nhanh nhanh nhanh. Thôi, đừng có chơi nữa mà. Nhanh đi con. Lắp tay bà đi cẩn thận nha. Dạ, chào chị. Dạ chào cô. Dạ, à, chị Kim Mai. Dạ cho tôi đón cháu Trọng ạ. À, em nhớ rồi, anh Trường Minh có gọi cho em, chị đợi em chút nha. Dạ. Mấy Trọng ơi, ra có mẹ đón nè con. Trọng ơi, chúc cô. Mẹ tới đón rồi đó, về ngoan nghe. Về nha. Nghe lời mẹ nghe. Không phải mẹ Trọng đâu, mà cô Xuân Gánh đó cô. Trời ơi, cái cậu này, trong lớp cũng miệng mồm dữ lắm. Dạ. Chị ơi. Nè, đi về rồi cô chở con đi ăn kem, ha. Dạ. Ừ, chào cô giáo đi rồi về. Dạ. Dạ. Bye con. Chào cô. Dạ, chào cô. À Trọng nè, mẹ con đâu, sao mẹ không đi đón con? Mẹ con nằm bệnh viện, sao mẹ con đi đón con được? Bệnh viện nào, để cô chở con đi thăm ha. Con không biết đâu, ba mình không nói. Thôi, về. Phật bà hiện giữa tòa sen, sáng ngời Nam Hải một phen độ trì. Bão tố lập tức biến đi, nước cành dương rải cứu thì nạn tai. Ai ơi góc biển chân trời, gặp cơn tai biến tức thời niệm gian. Nam mô cứu khổ cứu nàng, Quan Thế Âm Bồ Tát nguy nan cứu rằng. Thờ bà một giả cao dài, tiên đồng ngọc nữ mặt mài tinh anh. Thiện nam tính nữ lòng thành, cúng dường chư Phật mới đành phận con. Sống cho nhân nghĩa vuông tròn, sống cho trên dưới thuận hòa đôi nơi. Thủy chung sao trước đời đời, đạo vợ chồng lấy đất trời làm gương. Ai ơi giữ vẹn lẽ thường, chớ buông nếp cũ đoạn trường phân ly. Nghe lời Phật dạy chi ly, đất lề quen thói lễ nghi giữ gìn. Thôi đi về thôi, thôi đi về chị. Anh tới còn cái gì nữa? Đi con cho gia đình bình an. Không phải ông thầy này, ông kia trẻ hơn á. Em có chắc là cái am này không? Đúng rồi đó. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy. Chào hai thí chủ. Hai thí chủ từ xa đến đây à? Dạ đúng rồi à. Con đến đây xin thầy coi giùm đất đai nhà cửa à. Mời hai thí chủ ra ngoài này nói chuyện cho mát. Dạ.
Mời ngồi. Dạ. Thưa thầy, cái ông thầy kia, cái ông thầy trẻ có còn ở đây không thầy? Lúc trước con đi cúng gặp ông hoài à. Ông đi rồi. Đi đâu? Mà thầy có biết ông đi đâu không? Thí chủ gần gặp thầy đó sao? Dạ. Ờ, tại lúc trước á, thầy có dặn con khi nào có ý trung nhân thì dẫn xuống cho thầy coi tốt hay xấu á. Là cậu này à? Ờ, dạ. Cậu này có vợ rồi mà. Ờ, nhưng mà chia tay rồi thầy. Nếu thí chủ cần thầy coi giúp chuyện gì thì thầy coi giúp cho. Còn thầy trước kia thì đã về Cần Giờ duyên hải rồi. Cần Giờ hả? Em nhờ thầy coi nhà cửa đất đai đi. Sắp tới sẽ mua thêm mấy căn nhà, mấy lô đất nữa, rồi lấy chồng luôn. Cái anh này. Mày ngồi đó làm cái gì? Tao kêu mày coi chừng cô ta. Tại sao mà để cô ta chạy ra? Chuyện gì? Tôi đang ngủ. Bà ta định giết tôi, may mà tôi chạy kịp thời đó. Mày dám? Không tránh ra. Muốn dán ra? Không được. Ông không được đánh người tàn nhẫn như vậy. Nhưng nó định giết cô mà. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng không chắc. Có thể có, có thể không. Nhiều đó cũng đủ đánh chết đó rồi. Dừng lại. Nghe tao hỏi, mày đến lúc cô ta ngủ để làm cái gì? Mày thương cô ta. Cô ta xinh đẹp lắm phải không?
Mượn cái gì? Bà ta làm tôi ngạc nhiên. Không ngờ gương mặt bà ta xấu xí nhưng lại rất tử tế. Còn ông, nhân danh đạo đức mà lại rất tàn bạo với một người đàn bà yếu đuối, tật nguyền, vô phương tự vệ. Cái bọn đàn bà nham hiểm như các người phải bị trừng trị không thương tiếc. Rõ chưa? Tao đã xử tử hai đứa rồi, sắp tới là mày. Mày lên. Mày lên luôn. Nè, hai đứa bay nằm xuống. Lẹ, nằm xuống ngủ. Nằm im đó nghe chưa? Mày mà mở miệng tao đấm mày. Nằm im. Chào hai anh. Rảnh rỗi tìm anh em lai rai hả? Rảnh rỗi cái gì? Từ sáng giờ đi tuần, coi có thằng nào phá rừng đốn cây mệt muốn chết. Vậy hả? Tụi này thấy chồng anh nên ghé vô kiếm mấy đứa thuốc hút chơi. Sáng giờ đắng miệng quá. À, thuốc hả? Có. Hai anh ngồi chờ ha. Thuốc đây anh, mời anh. Làm phiền ông anh quá. Thôi, chơi vui vẻ ha. Dạ. Cô ta vô. Gì vậy? Con vật tôi nó bị thần kinh, lâu lâu cái lên cơn vậy đó. Không có gì đâu. Bệnh này rất là nguy hiểm. Sao đi nhà thương? Rồi vợ anh đâu? Có cần giúp gì không? Không sao đâu anh, chút xíu là hết à. Ha. Vậy hả? Cảm ơn anh. Cứu tôi với, tôi bị bắt cóc. Vậy? Cứu tôi với. Tao không định giết mày, nhưng chính mày đã tự giết mày. Bụng chưa nè con người ta? Vợ người ta không rước, mắc chứng gì lại rước về nhà? Trần Minh bằng công tác đột xuất chơi với cô Xuân nên nhờ Xuân Khánh vậy mà ở nhà ba mình mẹ, mới chơi. Mẹ đừng có la em, nó buồn đó mẹ. Bây giờ mình chơi chi chành chành nha con. Mẹ cũng đâu có ích kỷ như vậy. Nhưng mà em con nó cũng có nhận tương lai của nó chứ. Lớn chồng ngồng như vậy mà không chịu lấy chồng, con đợi đến chừng nào đây? Một, hai, mẹ nói hoài mà con Khánh nó đâu có nghe.
ngó vậy chứ mà nó ngang lắm. Con à, nó nghe con nên con phải phân giải phải trái cho nó nghe. Mẹ đâu có khó khăn gì đâu, mẹ chỉ muốn cho đời nó được suôn sẻ thôi mà. Con nghĩ là không có chuyện gì quan trọng đâu mẹ. Cho Xuân Khánh thông cảm với hoàn cảnh gia đình của Trần Minh nên giúp đỡ vậy mà. Mẹ nhìn kìa, Xuân Khánh cũng rất yêu thằng bé mà. Nhưng mẹ chỉ sợ vợ Trần Minh nó ghen tuông lên, nó làm ẩu, ảnh hưởng tới thanh danh của em con. Gia đình của Trần Minh đang lục đục, có khi là đường ai nấy đi đó mẹ. Vậy sao? Xuân Khánh nó biết không vậy con? Chuyện gì mà con biết thì em con cũng biết mẹ. Mẹ chỉ sợ... Tập tầm dông, tay không tay có. Rồi, tập tầm. Mẹ đang nghĩ gì vậy? Mẹ nghe thầy bói nói em con khi lập gia đình phải ở vàng thứ thất, rước dâu phải đi cửa sau mới ăn ở được đó con. Thôi mẹ ơi, mà mẹ nhìn kìa, hai người họ đang rất vui vẻ. Mẹ đừng có lo bà mẹ. Cô ơi, con khát nước quá. À, đây nè, nước nè con. Từ từ thôi nha. Ừ. Uống từ từ thôi, nghỉ một chút, cho khô mồ hôi rồi mình đi tắm nha. Dạ. Ừ. Để con coi coi. Alo, Xuân Khánh hả? Anh Trường Minh đây. Bé Trọng nó có quậy em lắm không? Em với bé Trọng á đang ngồi ngoài sân đây. Em với bé Trọng chơi trò cọp bắt dây con vui lắm. À, anh đang ở đâu vậy? À, anh đang trên đường đi xuống Cần Giờ. Anh đừng có bận tâm về bé Trọng, hai cô cháu sẽ tự lo liệu được. À, anh nói chuyện với bé Trọng chút xíu nha. Trọng nó cứ nhắc anh hoài hả? Con nói chuyện với ba đi. Ba ơi, con nhớ ba lắm, con nhớ mẹ lắm. Ba cũng nhớ con rất nhiều. Con ở nhà cô Xuân Khánh, nhớ ngoan nha, không được thức khuya quấy rầy cô đó. Dạ. Ba, ba đi công tác lần này, nhớ rất mẹ về luôn nha, con nhớ mẹ lắm. Được rồi, ba hứa sẽ đưa mẹ về cho con. Mẹ hết bệnh rồi sẽ về với chúng ta mà. Quang vừa ba, mẹ sẽ về, mẹ sẽ về. Alo ba, ba ơi. Alo, bé Trọng. Alo. Xin chào. Dạ chào anh. Chào các anh. Tôi Tám Thọ, trưởng công an huyện. Chào anh Trần Minh. Chào các bạn. Xin mời ngồi. Ừ. Nhận được điện báo của anh Trần Minh nên anh em chúng tôi đợi các anh xuống. Có một trường hợp bên Kim Lâm thông báo vừa cho chúng ta một tin rất là quan trọng. Có liên quan đến trọng án của chúng tôi không? Cũng chưa biết nữa. Bên đó họ đang xử lý và họ sẽ qua đây để làm việc với chúng ta. Còn đối tượng khả nghi, tôi đã trao đổi với anh thì sao? Đồng chí Tư Công, hãy báo cáo lại kết quả xác minh của cậu trên toàn địa bàn. Báo cáo các đồng chí, trong vòng một tháng trở lại đây, tôi không thấy có một người lạ mặt nào từ địa phương khác đến hoạt động tôn giáo trong các chùa chiền miếu nào. Phần lớn là cư dân vãng lai sống tạm trú tạm vắng, là những người sống bằng nghề đi biển, nghề nuôi trồng thủy sản và một số phần tử khai thác gỗ lậu. Còn về người phụ nữ thì sao? Các anh báo gấp quá, mà địa bàn của Dương Hải toàn là đầm lầy, rừng này rộng lớn nên không thể nắm bắt ngay được. Hơn nữa khách du lịch lúc này cũng rất là đông, cho nên muốn chắc chắn chúng ta cần phải có thì giờ.
À, xin chào. Giới thiệu anh Trần Minh, đây là các anh bên trạm kiểm lâm mà tôi vừa nói. Chào anh. Chào các anh. Rất hân hạnh được gặp các anh. Chúng tôi thuộc đội trọng án từ thành phố xuống để cộng tác. Không ngờ mấy anh lại đến nhanh như vậy. Ừ, mời các anh ngồi. Cậu tường thuật đầu đuôi câu chuyện lại cho mấy anh nghe đi. Dạ. Thưa các anh, chuyện xảy ra vào lúc khoảng 4 giờ chiều. Chúng tôi đang chơi bóng chuyền như mọi khi. Đạp lên. Đạp đi, đạp đi. Đó, đạp đi. Chạy bên kia, bên kia. Qua luôn. Đạp, qua luôn. Trời ơi. Mấy anh ơi, có an mạng, có an mạng. Ở trong rừng, có hai anh kiểm lâm bị giết, lắp đất sơ sài, rồi nhét trong bụi rậm. Thôi chết rồi, Hoàng Minh và con Mai, còn Thái đi đâu thì chưa về. Chú đưa chúng tôi đến đó. Được chứ. Lâm, đi với tôi. Dạ, 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 dạ. Anh ơi, cái xác này nè anh ơi. Đâu? Thôi, Mình ơi. Theo anh, khả năng ai sẽ là hung thủ? Chắc chắn là bọn lâm tặc. Gần đây chúng rất táo tợn, dùng dao, búa, mã tấu chống lại chúng tôi, mỗi khi bị chúng tôi bắt. Hai anh hãy đưa chúng tôi đến hiện trường. Bây giờ chúng ta tới đó thì trời cũng sập tối rồi. Phát lệnh phong tỏa tất cả đường thủy và đường bộ trên địa bàn. Đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ. Dạ. Dạ đây ạ. Được rồi, trả lại. Mấy anh, có chuyện gì mà mấy ngã đường ra vô của huyện mình bị chặt xác hết vậy? Đang có trọng án, anh về nói với bà con cửa nẻo cẩn thận, đề phòng cái gian xâm nhập. Dạ tôi hiểu rồi. Anh đi đi. Dạ đây anh. Bà con hãy đề cao cảnh giác, không cho kẻ lạ mặt vào nhà. Nếu thấy có gì khả nghi thì báo ngay cho an ninh dân phòng biết.
Lên mau. Đi. Ông đừng giết tôi. Ông tha cho tôi đi. Anh bước đi sẽ trả cho ông nhiều tiền. Ông muốn bao nhiêu? Bao nhiêu? Ông nói đi. Cô chắc chắn là Bích Đi nó đưa tiền hay không? Tôi chắc mà, anh Bích Đi yêu tôi lắm. Tôi nói thật đó. Tôi chắc mà, ông không tin tôi sao? Đi. Ai đó? Anh bạn thổi tiếp đi, sao không thổi nữa? Tôi thích nghe tiếng kèn của cậu. Tôi đến đây là gì vậy? Cậu không phật ý chứ? Dạ không, mời ông anh ngồi. Tôi không thấy, nhưng mà có cái ghế đó. À, đây rồi. Anh ở gần đây sao? Thì tôi ở cuối dãy. Tôi vừa mới mổ xong, nằm lại để bác sĩ theo dõi. Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng nghe tiếng kèn của anh bạn nên tôi tìm đến. Tôi chỉ thổi giải khuây thôi mà, đâu có gì hay mà ông anh đề cao tôi ấy nấy quá. Anh bạn khiêm tốn quá thôi. Thú thật, tiếng kèn của anh bạn làm tôi xúc động. Nó có hồn anh bạn à. Chắc là anh đang buồn vì bệnh tật, cho nên dễ cảm nhận thôi. Tôi cũng giống như anh vậy, đồng bệnh tương lân mà. Nghe giọng nói thì hình như anh bạn còn rất trẻ. Dạ, tôi 28 tuổi. Ôi, trẻ quá. Tôi năm nay đã gần 60 tuổi rồi. Để cuối cùng ngồi đây, chẳng còn thấy gì. Ủa? Chỉ toàn dạ, bác, màu đen. Cháu xin lỗi bác. Nhưng mà vài hôm nữa bác sẽ nhìn lại được thôi mà. Tôi bị mù luôn rồi. Hết thuốc chữa rồi. Sao vậy? Bác mới vừa mổ xong mà. Không sai, nhưng là để mút hai con mắt ra, vì họ nói tôi bị ung thư gì gì đó. Cháu không bị ung thư, nhưng phải chờ ai đó cho giác mạc thì mới có hy vọng. Cậu buồn là phải. Năm tôi 28 tuổi, tôi có 2 bà vợ, 5 cô đào. Cậu đã lập gia đình chưa? Dạ chưa. Nhưng mà cậu cũng có lai rai chút đỉnh chứ? Dạ cũng không à. Trời, vậy thì tôi xin chia buồn cùng cậu nha. Cậu là một thiên thần bị thượng đế lưu đày xuống trần gian. Tiếc là tôi không còn được nhìn thấy cậu, nhưng tôi độ chừng cậu đẹp trai, tao nhã, lãng mạn, đúng không? Cháu không tự thấy mình như vậy. Tôi xin lỗi, tôi lại nói leo rồi. Chỉ có phụ nữ mới nhìn thấy rõ nhất người đàn ông mà thôi. Bác vui tính thiệt. Nhưng mà cũng đúng như vậy. Nếu như vậy, sau khi nhìn thấy rõ lại cuộc đời, cậu nên nhanh chóng có ngay một người đàn bà để mà soi bóng mình. Cuộc đời của mỗi con người
là hành trình đi tìm cái bóng của mình. Cái bóng trên vách hang động, cái bóng trên vách nhà, cái bóng trong tận cùng hư vô. Tôi sắp đi vào cõi hư vô rồi cậu à. Ung thư của hai con mắt đã di căn vào lục phủ ngũ tạng, thì còn sống thế nào được nữa. Cậu thổi đi, thổi đi cậu. Chỉ còn âm nhạc và hư vô. Bác ơi, bác ơi, bác đâu rồi bác? Bác ơi, bác có nghe cháu gọi không? Bác ơi, sao bác im lặng vậy? Bác đã về rồi hả? Cha đã nói là cháu thổi không hay, mà bác cứ nặng nặc bắt thổi cho được. Bác tự rút lui như vậy cũng hay. Hả? Ơi, ông ơi, ông sao vậy nè? Ông ơi. Chuyện gì vậy? Cô y tá phải không? Chuyện gì vậy? Ông ơi. Ông chết rồi. Cô nói cái gì? Ai chết? Thì ông già này nè. Ông ơi ông. Chính tại căn nhà này đã xảy ra cái chết kỳ lạ của hai nhân viên kiểm lâm. Anh Trần Minh, coi nè. Bích Dân, chiến lược này là của Bích Dân, mà anh đã gửi cho cô ấy và tất cả những vật dụng khác như hắn đã yêu cầu. Chắc chắn Bích Dân đã bị giam giữ ở đây. Em thấy ngôi nhà này vừa có người ở, không bỏ hoang đâu.
Như vậy là tên sát thủ đã ở đây rồi. Vậy theo nhận định của anh, logic sự việc đó diễn ra như thế nào? Thế này nha, tên sát thủ chắc chắn là ông thầy đạo đã từng tá túc tại cái âm mà em và anh Mân đã đi điều tra. Sau khi bị động, hắn đã chuyển về đây và giam giữ Bích Dân tại đây. Chiến lược mà em vừa phát hiện đã chứng minh khả năng đó. Nhưng mà còn chiếc xuồng và cái chết của anh em Kiểm Lâm thì sao? Tôi đặt ra giả thiết như thế này nha. Hai anh Kiểm Lâm đi tuần tra, sau đó phát hiện cái chòi lá và ghé vào đây. Khi họ vào đây, chắc chắn đã phát hiện được điều gì đó, nên tên sát thủ đã tiêu diệt họ để bịt đầu mối. Sau đó hắn đem xác hai anh Kiểm Lâm để phi tang, rồi trở về đây để Bích Dân bỏ trốn suốt đêm nhằm tránh sự phát hiện. Và em thắc mắc một điều, tại sao khi tên sát thủ vắng mặt mà Bích Dân không tìm cách bỏ trốn? Tôi nghĩ có thể cô ấy không dám bỏ trốn vì hai lý do. Thứ nhất là do lạ nước lạ cái. Thứ hai là do bọn đàn em của tên sát thủ canh giữ. Chúng ta về thôi, tiếp tục bám theo dấu vết của hắn. Bây giờ thì chân tướng của tên sát thủ đã rõ ràng rồi. Đi về. Đi anh. Cô điện cho Bích Điền tình nhân của cô đi, nói với nó muốn chuộc cô về phải bỏ ra 200.000 đô la. Được được, tôi sẽ gọi cho ảnh ngay. Thế là ảnh cũng trả tiền cho ông để chuộc tôi về mà. Alo, alo. Sao lâu vậy? Cô nhìn tôi hả? Muốn ăn đạn à? Ông không tin thì ông nghe đi. Mấy đêm như không có ai bắt máy. Có thể ảnh đi toilet, đi tắm, hoặc tập thể dục cũng nên. Hay lát nữa tôi gọi lại cho ảnh, hay ảnh gọi lại cho tôi, được không? Không được gì hết. Cô mà tìm cách câu giờ báo cho Trần Minh, coi chừng tôi đó. Tôi biết tình thế của ông đang rất khó khăn. Ông đã mang tội giết người, bắt cóc, này lại gánh thêm tội giết người nữa, án nọ án kia, làm sao gỡ? Quýu đi. Cô định lung lạc tôi đó phải không? Tôi sẽ không bao giờ đầu thú. Dạ. Dạ. Ông sẽ sống thoải mái nhờ vào số tiền mà anh Bodhi sẽ trả cho ông. Cái gì vậy? Ông chẳng thể giam giữ tôi hoài như vậy được đâu. Sao lúc nào ông cũng phải căng thẳng, lo lắng, cho dù đó chỉ là tiếng của bọn trẻ chăn bò. Ông đang có nhiều tiền lắm ông biết không? 200.000 đô la đủ để ông sống ở Siem Reap, Phnom Penh hoặc Chiang Mai. Ê, vô nhà quan đánh bài chơi. Mà bà gì? Mà bà đâu? Thì bà cậu chính nút á. Tao có đem theo bộ bài nè. Để tao rủ đến mấy đứa nữa, rồi tụi mình đánh bài ăn một điều. Ừ, mày đi đi. Chụm đầu lại. Huh?
Alo, tôi là Thomas Birdy. Birdy đó à? Tôi đã nói rồi, anh ấy không bỏ tôi đâu mà. Cô nói chuyện với hắn đi. Alo, anh Birdy hả? Thôi, em có khỏe không? Anh nhớ em quá. Em đang ở đâu? Em có bị hại không? Em vẫn khỏe, nhưng cực khổ lắm. Chỉ mong được về gặp anh. Cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến đó ngay. Em cũng không biết em đang ở đâu nữa. Hello, hello. Có chuyện gì không? Sao ông không nói tiếp? Chào Bích đây. Ông đã gặp người đẹp của ông rồi chứ? Ông là ai? Ông là kẻ đã bắt cóc Bích Vân phải không? Chính tôi. Chắc ông rất vui mừng khi nghe được tiếng cô ấy. Ông nên thả Bích Vân ra ngay. Bà Cốc là một tội rất nặng. Ông không cần dạy tôi. Tôi muốn biết ông có muốn cô ta trở về với ông không? Tôi muốn gặp Bích Vân ngay. Ông đố máy, tôi nói chuyện với cô ấy. Dễ dàng như vậy sao? Tôi đang cần số tiền. Bao nhiêu? Ông nói đi. 200.000 đô la. Sao không trả lời? Tình yêu giữa ông và Bích Vân chỉ tính 200.000 đô la. Như vậy là quá rẻ cho ông rồi. Lẽ ra tôi phải đòi 1.000.000 đô la mới phải. Ông không nên bắt ép anh ấy như vậy. Bích Vân không nhiều tiền như ông nghĩ đâu. Người quyết định là tôi, chứ không phải cô hay là Bích Vân. Alo, ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Ở đây cô ấy đang nhìn tôi. Cô ấy không tin rằng ông có thể mặc cả mạng sống cô ấy từng đồng từng cắt như vậy. Nếu ông không đồng ý thì tôi cúp máy nha. Đưa đây, tôi nói chuyện với anh cho. Sự im lặng của ông có nghĩa là ông đã từ chối lời đề nghị của tôi. Được, 5 phút nữa thôi tôi sẽ xóa sổ cô ta trên cõi đời này, để cho ông được thảnh thơi mà đi vui chơi với một cô gái xinh đẹp khác. Chào ông Bích đi. Hello. Không, không thể như thế được Bích đi. Tôi muốn nói chuyện với Bích đi. Bây giờ cô có thấy bộ mặt thật của một kẻ lừa đảo rồi chứ? Đó là bài học đắt giá cho cô. Chỉ tội nghiệp cho Trần Minh, hắn đang tìm cách cứu cô trong vô vọng. Bích Ly, không thể như thế được, không phải đâu. Bích Ly ơi. Cô có làm đóng ổ tôi rồi, cô biết không? Tôi muốn chết, ông dẹp tôi đi. Mày. Có bà điên ở trọng thì tụi bay ơi. Trời ơi, đá trời lên đây, đá đi, tụi bay lại tụi bay ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, bác xỉu kìa. Chạy, chạy, chạy tụi bay ơi. Đúng rồi, chạy, 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 chạy. Mày muốn chết lắm phải không? Tao sẽ cho mày tội nguyện. Đừng. Chạy đi. Không. Tao sẽ cho mày chết một cái chết êm ái. Chạy đi. Không. Bữa nay mày phải chết. Mày đã hành tao quá nhiều rồi. Công an đã truy nã tao khắp nơi. Tao tưởng tha cho mày, tao sẽ được một số tiền để vượt biên tìm đất khác sinh sống.
bây giờ đã hết rồi. Mày phải chết. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Lộn số rồi. Không, đi. Tôi cần gặp ông. Cứu em với. Tôi xin lỗi, điện thoại của tôi bị trục trặc. Tôi đồng ý 200.000 đô la. Nhưng ông cho tôi số tài khoản. Tôi không có tài khoản, tôi cần tiền mặt. Ok, nhưng chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Tôi cho ông biết sao. Đi đâu nữa? Tôi mệt lắm rồi. Sao không cho biết về một địa điểm nào đó? Anh tới đưa tiền rồi thả tôi ra. Không phải chuyện của mày. Tao bảo đi là đi. Chỗ này không thể ở thêm được nữa. Nhanh. Tôi nghiệp bà quá. Ông bỏ bà ấy lại sao? Bà đã chết rồi. Đó là phần số của bà ta. Trọng ơi, nhanh đi con ơi. Dạ, con ra liền. Alo, anh đã về chưa? Bé Trọng có ngoan không em? Ở với cô Khánh mà không ngoan sao được. Có tự tin không đó? Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Anh đang ngồi uống cà phê với anh em hả? Em nghe thấy có tiếng nhạc. Căn tin dưới đây đầy đủ hết. Rồi Trọng có khỏe không em? Quậy quá trời. Cứ đòi em gọi cho ba Minh bằng được. Em phải nói á, là ba Minh đang làm việc á, thì mới chịu thôi đó. Anh cảm ơn em rất nhiều. Không có em, anh không biết phải xoay sở ra sao nữa. Nghĩa gì chứ. Em cũng thương bé Trọng mà. Nhưng mà anh à, bé Dân bị bệnh nằm ở bệnh viện nào vậy anh? Chuyện nhỏ thôi, anh không muốn em bận lòng. Không phải đâu. Em thấy hình như anh đang giấu em chuyện gì đó, phải không? Xem lại nói vậy. Em không hiểu thật sự chuyện gì đang xảy ra trong gia đình anh, giữa anh và Bích Dân. Tại sao cô ấy không chăm sóc cho bé Trọng như bao nhiêu người mẹ khác? Cô ấy bận việc lắm Xuân Khánh à. Hơn nữa, từ nhỏ Bích Dân đã được cha mẹ cưng chiều, không làm gì đụng tới móng tay. Anh nghĩ anh thương bé Trọng, anh muốn Trọng được chính bàn tay anh dạy dỗ sẽ tốt hơn mẹ nó. Em chỉ nói vậy thôi, chứ đèn nhà ai nấy sáng, em đâu dám xí vô. À, Trọng ra nè, anh nói chuyện với Trọng nha. Nè con, ba gọi đó con. Vui quá, ba có khỏe không? À, ba khỏe, ba nhớ con lắm. Ba có nhớ con Xuân Khánh không? Có, nhớ chứ. Con Xuân Khánh nè, ba nói con nhớ con Xuân Khánh, không phải nhớ một mình con đâu. Thôi, nhiều chuyện quá, chào ba đi rồi đi học. Thôi, con đi học nhà trẻ đây. Con chào ba. Chào con.
cô đừng có sợ bì, ba thương chồng mà không thương cô đâu nha. Ba thương giống nhau mà. Thôi, đi con. Chị ba ơi, đóng cửa giùm em. Dạ. Trồng dịnh cho chắc nha, xe cộ nhiều lắm đó con. Cô nha. Ơi. Gì con? Cô ơi. Con nghe nè. Con thích ngồi gần cô hơn. Sao vậy? Bởi vì con thấy cô thơm hơn ba. Cô thấy cô thơm thiệt mà. Tại sao Xuân Khánh lại yêu quý cha con mình như vậy? Cô ấy yêu mình chăng? Cô ấy thừa biết rằng mình đã có Bích Dân mà. Nhưng còn mình thì sao? Mình luôn luôn nghĩ về cô ấy. Mình cảm thấy được an ủi khi ở cạnh cô ấy. Nhưng mình không thể làm khác hơn được. Hai đứa ngoan nghe con, đi vô lớp học nha. Ai đây, ai đây? Xuân trời ơi, xin chào con. Chào cô. Dễ thương quá à. Chào mẹ đi học đi vô con. Vô lớp ngoan nha con. Chào chị. Cảm ơn cô. Chạy từ từ thôi con, coi chừng té đó. Dạ chào chị. Dạ chào cô. Con chào cô, con vào lớp. Ừ, học giỏi nha. Bữa nay ba về đó. À ba về, bữa nay ba dắt con với cô đi ăn kem đó nha. Đương nhiên rồi, bữa nay cô sẽ cho chồng ăn 2 ly kem. À, chồng cũng vậy, chồng phải ăn 3 ly kem hơn cô luôn. Rồi, thôi vô lớp đi. Dạ, chào cô. Chào chị. Con chào cô. Đi vô lớp học con. Nhanh lên vô lớp học nè con. Ừ, giỏi. Alo. Sao hôm nay anh gọi em nhiều vậy? Anh nhớ em. Anh à, anh có sao không vậy? Sao khi không lại... Anh cũng không hiểu nữa. Đã có một cái gì đó thôi thúc anh, khiến anh... Anh à, nhưng mà chị Bích Dân sẽ trách chúng ta. Không, Bích Dân không có bệnh hoạn gì cả. Anh muốn gặp em, được không? Khi nào, ở đâu? Anh còn chưa về lại mà. Anh đang ngồi đây nè, quán cà phê FC. Sao anh ấy lại nói như vậy? Từ ngày quen nhau tới giờ anh ấy có thổ lộ gì đâu. Tôi không biết phải nói với ai cả, vì đây là một việc rất quan trọng, hết sức quan trọng, có ảnh hưởng đến tính mạng của Bích Vân. Cả đêm tôi ngủ không được. Tôi chợt nghĩ đến Hương, vì Hương là bạn của Bích Vân. Nhưng Bích đi chưa cho tôi biết đó là chuyện gì mà. À, đầu óc tôi lưu loạn quá. Tôi căng thẳng quá. Thế này, tên bà cóc điện cho tôi. Vậy sao? Bích Vân như thế nào rồi? Bích Vân còn nói chuyện với tôi. Cô ấy sợ hãi lắm. Thằng khốn nạn đó có làm gì hại Bích Vân không? Bích Vân không nói, nhưng xem ra tên này cũng biết điều. Nó chỉ cần có tiền. Bao nhiêu? 200.000 đô. Vậy anh tính sao bây giờ? Phải chấp nhận thôi, tôi yêu Bích Vân. Tiền bạc mất đi thì còn có thể kiếm lại. Nhưng nếu tôi mất Bích Vân, tôi không biết sống như thế nào. Anh đúng là một kẻ si tình. Nhưng tôi thấy thật là khó xử. Khó xử? Nghĩa là sao? Bởi vì Bích Vân là một người đã có chồng rồi. Luật pháp của nước chúng tôi không cho phép một người có mối quan hệ như vậy. Tôi biết, nhưng Bích Vân có thể lý dị. Cô ấy đã nói với tôi. Nếu chồng của Bích Vân không đồng ý ly dị thì sao? Nhưng Bích Vân không yêu anh ta. Anh ta bỏ rơi cô ấy. Nhưng đó không phải là lý do để thuyết phục được tòa án đâu. Điều quan trọng bây giờ là phải giải cứu được Bích Vân. Anh đã chuẩn bị điều gì chưa? Tiền thôi đã sẵn sàng rồi. Nhưng tôi cần được bảo vệ khi đến điểm hẹn.
mà tên cướp sẽ thông báo cho tôi. Hắn có nói khi nào không? Không, nhưng hắn đang cần tiền. Tôi nghĩ là hắn sẽ không cho anh đi cùng với một người bảo vệ đâu. Trong phim Mỹ tôi thường thấy vậy, anh sẽ phải đi một mình thôi. Nhưng nếu hắn giết tôi cướp tiền mà không thả Bích Vân thì sao? Tôi sẽ mất tất cả. Không được. Tôi có một ý nghĩ. Anh nói đi. Tôi vẫn phải có bảo vệ, nhưng anh ta không đi cùng với tôi, mà ở ngoài đó để tên cướp không phát hiện ra. Tuy nhiên, tay bảo vệ phải chuyên nghiệp để đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Tôi không muốn bị mất mạng. Sao anh không nhờ tới công an? Họ có những tay súng tinh nhuệ và thiện xạ. Chắc chắn tên cướp sẽ không muốn có sự tham gia của công an. Nhưng còn phải đợi xem tên cướp yêu cầu điều gì. Bích Vân ổn là tôi vui rồi. Nếu Bích đi không còn gì để nói thì tôi xin phép về trước. Khoan đã, ở công ty có ai biết chuyện của Bích Vân không? À không, tôi nói với mọi người là Bích Vân về quê chồng, có chuyện gia đình, không ai hỏi han điều gì hết. Anh đã về rồi, anh lại còn nói dối em. Em mắc đền đó nha. Đền gì cũng được, anh sẵn sàng để làm điều đó. Nhưng thú thật, anh rất hạnh phúc khi nhìn thấy em và bé Trọng. Hạnh phúc đó thật nhỏ nhoi, nhưng thật quá khó khăn đối với anh. Bích Vân là một người phụ nữ đẹp, có học. Tại sao anh không thẳng thắn nói ra những ưu tư của mình để tìm cách giải quyết? Tất cả cũng vì bé Trọng thôi anh à. Anh nghĩ cơ hội đó đã qua rồi. Anh thì tìm quên trong công việc, còn cô ấy thì quay cuồng trong những mối quan hệ đầy bí ẩn. Và nạn nhân là bé Trọng. Anh Xuân Vinh nói anh là một sĩ quan giỏi về nghiệp vụ, nhưng em nói đó là một người đàn ông bạc nhược, không đủ bản lĩnh để giải quyết những vấn đề trong gia đình. Anh biết chứ, nhưng thật khó đối với anh. Khó như thế nào? Những vụ án lớn anh còn xử lý rất là hoàn hảo. Nhưng những mâu thuẫn, những xung đột tình cảm của gia đình không phải là những vụ án. Anh như bị lạc trong đó, anh đang bị cuốn đi. Nhưng anh phải dừng lại chứ. Một sĩ quan công an, đội trưởng đội trọng án, đấu tranh với bọn tội phạm nguy hiểm, đâu phải là nhà thơ. Anh không muốn những gì mình có sẽ tan biến đi. Cho dù thực tế đó chẳng hay ho gì hết, người ta không thể cùng một lúc bắt cá hai tay anh à. Mình phải chọn lựa, dù điều đó khiến anh đau đớn. Nhưng đâu phải muốn chọn là chọn như em nói đâu. Đó là định mệnh của mỗi người. Anh à, lúc gần đây em thấy anh lạ lắm. Đôi mắt thì thất thần, lạc lõng. Có phải vì Bích Vân không anh? Dễ bị bệnh nặng hả? Vậy chứ là gì? Không là gì cả. Em không tin. Đó không phải là logic của sự việc. Xuân Khánh ơi, đầu óc của anh đang dở nát ra. Em đừng có hỏi anh nữa được không? Anh xin lỗi em vì để làm cho em sợ, nhưng anh rất cần em. Đừng rời xa anh lúc này nha. Anh đang linh cảm sẽ có một điều gì đó rất xấu xảy ra đối với anh. Đó là cái gì? Anh nói đi. Mọi người sẽ bỏ rơi anh. Anh sẽ không còn ai bên mình nữa, cả em, cả bé Trọng. Anh đang bị cuốn vào một cõi mênh mông, đã bị trôi vào nước lũ. Anh Trần Minh à, anh tỉnh lại đi. Anh sao vậy? Anh đừng có làm em sợ mà. Anh bị căng thẳng quá thôi. Anh à, anh cần được nghỉ ngơi. Hay là để em đưa anh về nha. Không, anh không có nhà. Anh muốn ngồi đây mãi với em. Xuân Khánh à,
anh đã bị phản bội bởi một người mà anh rất yêu thương. Người đó đã đâm sau lưng anh. Em hiểu. Tại sao hả? Anh làm như vậy coi được không? Hợp đồng đã ký kết, bây giờ anh nói chỉ giao 70% là sao? Anh Khởi thông cảm, chúng tôi quá khó khăn, hụt vốn, công nhân nghỉ việc, nguyên liệu lại tăng giá đột ngột. Tôi không cần biết. 3 ngày nữa, đúng như hợp đồng, anh phải giao đủ số hàng. Vô đi. Dạ thưa giám đốc, có thư bên ngân hàng gửi qua cho ông. Cảm ơn cô. Dạ. Đã đáo hạn số tiền vay 5 tỷ rồi sao? Sao nhanh vậy? 6 tháng tiền chảy đi đâu cả rồi? Làm sao bây giờ đây? Alo. Anh Trần Khởi hả? Thế nào, Vĩnh Kỳ đã rảnh việc chưa? Sao không thấy nó tới gặp tôi vậy? Anh Chu Thiên ơi, anh thông cảm cho cháu nó một chút. Bây giờ nó chưa giải quyết xong công việc. Tôi đã nói nó rồi, khi nào xong việc á, nó sẽ đến anh ngay. Anh nói với Vĩnh Kỳ, Chu Thiên tôi rất trọng nhân tài. Luật sư trẻ tuổi tài cao như nó sẽ được trả lương thật cao. Và tôi hứa sẽ giao cho nó một vị trí quan trọng trong công ty. Cảm ơn anh đã quan tâm tới cháu. Tôi mà chấm cậu nào thì trước sau gì cậu ấy cũng đạt được đỉnh cao danh vọng. Vĩnh Kỳ chắc chắn có tương lai. Anh phải chăm lo cho nó. Dạ dạ. Cảm ơn anh đã chiếu cố. Tôi nhất định sẽ nói cháu nó phụ giúp anh. Anh yên tâm. À, còn việc anh hứa giúp tôi giải quyết cấp thời mấy tài khoản tín dụng thế nào rồi? À, chuyện nhỏ mà. Chừng nào Vĩnh Kỳ tới làm việc cho tôi thì tôi sẽ mở tài khoản cho anh ngay. Vậy nha. Trời ơi, sao Chu Thiên ác với mình như vậy? Làm sao Vĩnh Kỳ có thể? Trời ơi là trời. Mời vào. Chào bác sĩ. Chào ông. Bác sĩ còn nhớ tôi không? À, mời ông ngồi. À, ông là... Hôm trước tôi và vợ tôi đến đây để xin hiến giác mạc để chữa bệnh cho con tôi là Trần Vĩnh Kỳ. Chuyện thế nào rồi bác sĩ? À, tôi nhớ rồi. Chúng tôi cũng có xem xét trường hợp này, nhưng thú thật cũng có một chút phân vân.
Phân vân gì bác sĩ? Vì đây là trường hợp chúng tôi chưa từng gặp qua. Bởi nếu bóp giác mạc của ông hoặc bà ghép sang cho bệnh nhân thì một trong hai ông bà phải bị mù. Không sao đâu, chúng tôi đã già rồi, sống chết không còn bao lâu nữa, có mù lòa cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng con tôi còn rất trẻ, nó cần phải nhìn thấy ánh sáng. Xin bác sĩ giải quyết cho. Vấn đề thứ hai là hai ông bà phải được xét nghiệm nhóm máu để xem có phù hợp với nhóm máu của bệnh nhân không. Nếu hợp thì mới ghép được, còn nếu không thì... Tôi nghĩ trong hai vợ chồng tôi thế nào cũng có người trùng nhóm máu với con trai tôi. Vậy ngày mai tôi đưa nhà tôi tới đây để tiến hành xét nghiệm nha bác sĩ. Cô Trang à? Dạ. Cô giúp cho ông đây tiến hành các thủ tục nha. Dạ, ngày mai bác đưa bác gái tới gặp con nha. Ừ, cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ. Chào ông. Ai đó? À, ba đây bà. Ba. Bà định vô thăm con, nhưng thấy con ngủ, bà tính ra ngoài ngồi chờ. Con chỉ nằm nghe nhà chơi khuây thôi mà, chứ tình cảnh của con bây giờ biết làm gì nữa. Ba ngồi đi ba. Má khỏe không ba? Ba má lớn tuổi rồi mà con không giúp được gì hết, con buồn quá. Con đừng có buồn nữa, mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chắc chắn bệnh con sẽ được chữa khỏi thôi mà. Con cảm ơn ba đã an ủi con, nhưng mấy hôm nay á, con cũng đã làm quen với bệnh tật của mình rồi. Ba có hỏi bác sĩ, bác sĩ nói là sắp có người hiến giác mạc cho con. Ba mừng lắm con à. Ba, thật vậy không ba? Ba nói thật mà, con tin ba đi. Ba có biết người hiến giác mạc cho con là ai không? À, ba không nghe nói, họ chỉ nói chung chung thôi hả? Ba nhớ hỏi giùm con nha ba. Để làm gì? Người ta cho mình cứ nhận. Họ chết á, cũng đâu mang theo được đâu con. Nhưng con muốn biết người đó là ai, vì con sẽ nhìn bằng đôi mắt của người đó. Được rồi, ba sẽ hỏi. Thôi, con nằm xuống nghỉ đi, ba về đây. Dạ. Nằm đi con. Con nghỉ cho khỏe đi. Như vậy trên đường đào tẩu, thủ phạm đã sát hại hai cán bộ kiểm lâm. Và sau đó bên ngoài nhà quan, dân chúng đã phát hiện một cái xác của một người phụ nữ. Điều đó chứng tỏ rằng thủ phạm đang bị rối loạn, vì đang căng thẳng tâm lý, rất là nguy hiểm. Anh Bân, ở đây anh là người lớn tuổi nhất, có nhiều kinh nghiệm nhất về nghiệp vụ lẫn đời sống. Anh nghĩ hung thủ sẽ làm gì? Thú thật với anh, chúng ta có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là phỏng đoán thôi, chưa có gì là xác thật, bởi vì chúng ta chưa có thêm thông tin. Tuy nhiên, tôi nhận thấy nếu đúng theo quy luật và mục tiêu gây án, thì xin lỗi, cô Bích Dân đã bị giết như hai người phụ nữ trước đó. Nhưng như những gì chúng ta thu nhặt được ở hiện trường, thì hắn vẫn tiếp tục giam giữ cô ấy và liên tục thay đổi địa điểm. Chính vì vậy, hắn đã bị phát hiện, và hậu quả là hắn tiếp tục gây án để bịt đầu mối. Như vậy theo anh, Bích Dân sẽ ra sao? Tôi nghĩ hắn chưa giết Bích Dân, vì một lý do rất quan trọng nào đó,
quan trọng đến mức khiến hắn phải thay đổi tiêu chí hành động mà hắn đã đề ra như một đạo lý. Tôi cũng ngờ ngợi như vậy. Tên này rất cực đoan và từng tuyên bố rằng thế nhân hành đạo. Vậy mà bây giờ lại dùng dằn. Những gì đang diễn ra khiến tôi nghĩ rằng hắn đang sử dụng chị Bích Dân như một con tin. Để làm gì? Để khống chế Hai Mặt Cả. Ý kiến của Nam rất đáng chú ý. Anh Trần Minh nghĩ sao? Nam vừa nêu lên gợi ý rất là quan trọng. Cũng có thể là sau khi hắn bị truy nã gắt gao, hắn đã cùng đường. Và hắn rất cần sự Mặt Cả trao đổi con tin để đảm bảo sự an toàn. Bọn khủng bố vẫn thường làm như vậy. Hắn có điện thoại cho tôi một lần duy nhất để mang đồ dùng cá nhân cho Bích Dân. Lần đó tôi cố tình tìm cách bắt giữ hoặc phát hiện ra hắn, nhưng đã hoài công. Anh, sao không phân công tụi em hỗ trợ anh nhiều người dẫn hơn chứ? Một mình tôi thôi, đó là điều kiện của hắn. Nếu như vậy tôi nghĩ thế này, hắn sẽ gọi cho anh Trần Minh. Tôi cũng đang chờ điện thoại của hắn đây. Dạ, xong rồi đó bác. Dạ, nếu hai bác có gì không ổn thì báo với tụi con. Không sao đâu, chừng nào có kết quả vậy cô? Dạ, khi nào có kết quả sẽ được gửi đến bộ phận phụ trách. Cảm ơn hai cô nhiều nha. Thôi, dạ, cô đưa mình về đi. Không sao đâu anh à. Nếu bác sĩ mà thấy sức khỏe em yếu á, sẽ không cho em hiến giác mạc đâu. Thì thôi, lấy giác mạc của tôi. Giác mạc của tôi còn tốt hơn giác mạc của bà đó. Còn nó nói á, lấy giác mạc của tôi á, mắt nó còn sắc sảo hơn nhiều nữa. Thôi, tôi đưa bà về. À, hai bác ơi. Có chuyện gì vậy cô? Hai bác có phải là song thân của luật sư Vĩnh Kỳ không? Đúng rồi. Đúng rồi. Sao cô biết con? Dạ, con? Anh Vĩnh Kỳ thổi harmonica hay lắm á bác. Ủa, cô đã nghe qua rồi à? Dạ rồi. Nếu Vĩnh Kỳ còn sáng mắt á, sẽ thổi hay hơn nữa đó. Cảm ơn hai cô nha. Dạ, dạ chào. Nè, bộ có thấy gì lạ không? Thấy gì? Thì luật sư Vĩnh Kỳ đó sẽ được ghép giác mạc của một trong hai người này đó. Trời, bộ có chuyện đó nữa hả? Ừ. Họ còn sống nhăng, tự nhiên khi không thành mù lòa, trừ khi họ sắp lìa đời. Lìa đời đâu mà lìa đời. Sao bộ nghĩ là họ thương con quá? Ồ. Tôi cũng có nghĩ, nhưng tự nhiên bây giờ ở trong từ điển á, mất hai chữ hy sinh. Nên tôi không dám tin nữa. Nhưng mà tôi tin á. Mấy cô y tá khen con thổi harmonica hay lắm. Ủa mà con học hồi nào vậy? Cái bà này lạc hậu quá. Hồi đó tôi chở đi học chứ đâu. Hồi đó học cấp 2, lớp 7, lớp 8 gì đó. Ba còn nhớ rõ quá. Hôm nào ba rảnh con sẽ thổi cho ba má nghe nha. Nhớ nha. Con à, hôm nào mổ xong mắt rồi con thổi cho ba má nghe nha. Ủa, có giác mạc rồi hả ba má? Ừ, có rồi con, có rồi. Ai hiến gì má? Má con ba chớp ba nhán nên nói vậy thôi. Đúng là có người hứa cho giác mạc, nhưng phải chờ thời gian con à. Đến khi nào người ta không còn hy vọng nữa người ta sẽ cho. Dạ ba nói phải. Nhưng ba má nhớ tìm hiểu nhân thân người đó giùm con nha. Con có nhờ ba rồi đó. À được rồi, ba nhớ, ba nhớ mà.